Trời ơi, giờ phải uống dầu hôi gì đó. Cái này xăng hay dầu hôi? Giờ chú hỏi con nè, con bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 12. Mày con phải nói thiệt nha, con nói chuyện người lớn phải nói thiệt nha. 12 tuổi đúng không? Ba mẹ con đâu? Mà sao con đi làm cái nghề này? Tại sao ra nông nổi vậy? Ba mẹ bỏ. Hả? Ba mẹ con bỏ. Ba mẹ con bỏ con rồi hả? Giờ con sống với ai? Hả? Con nói lớn lên. Với ngoại. Tại vì con nói trong cái đoạn clip này là có tất cả cộng đồng mạng người ta xem. Mình con nít, mình con nít là mình phải nói thiệt. Đúng không? Con đi diễn cái này có ai dạy con không? Không, thực kỳ con cũng thám, con thấy người ta xí con cái con học heo. Học heo hả? Dạ. Rồi học heo vậy có bị phỏng miệng không? Đâu? Để coi. 12 tuổi hả? Rồi giờ sống với bà ngoại. Rồi con làm cái con làm cái nghề này con biết, bà ngoại con biết không? Dạ, biết. Mà cái điều quan trọng nè cho chú hỏi nè. Cái câu mà đầu tiên của tụi con mà la lên hô quê là sao? Chú thấy người nào cũng la. Vậy cho người ta chú ý mình đó hả? Rồi rồi tụi con làm vậy tụi con không có sợ nguy hiểm hả? Mà tại cho chú hỏi nè. Tại sao mình nhỏ mà mình không chịu đi học? Rồi mốt lớn sau này mình sao mình có cái nghề rồi mình có vợ, có con. Tại gia đình con cũng là điều kiện cho con thôi. Mà hai đứa con có muốn đi học không? Thí dụ như chú lo cho hai đứa con đi học, hai đứa con chịu đi học không? Mà thiệt không? Thiệt là ba mẹ bỏ không? Dạ, ba mẹ con bỏ con từ lúc nhỏ. Cái này chú đăng lên mạng á, con phải nói thiệt á. Ba mẹ con bỏ con từ lúc nhỏ. Vậy hả? Con đi ngoại lại chú lớn. Vậy hả? Dạ, tại con chưa làm hết rồi. Con đóng tiền nhà. Trời ơi, là bây giờ phải nuốt lửa vậy hả? Đã này bạn con hay ai? Dạ, anh con. Anh ruột luôn á hả? Là tới đèn đỏ là phải nuốt lửa cho anh ta coi vậy hả? Anh hai con bao nhiêu tuổi? 14. Con tên gì? Con tên BM. BM hả? Dạ. Con kêu BM hả? Không. Tên gì? Tên Tiến hả? Còn con tên trong tên gì? Tên Nguy Hoàng. Là nhà con ở đâu? Quận 8 hả? Bình Chánh là hả? Rồi bây giờ mua lửa vậy rồi tối ở đâu? Hả? Tối ở đâu? Tại tối ở trong nhà quận 9. Vậy hả? Với anh hai con. Thiệt không? Là ở chung với anh hai.
Vậy hả? Dạ. Ở chung với bà ngoại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mỗi mỗi ngày con bắt đầu mấy giờ con làm? Dạ, 3 giờ rưỡi rồi 4 giờ con ra làm. 3 rưỡi 4 giờ ra làm rồi hả? Giờ nó còn nắng mà ra làm luôn. Mà con làm này lâu chưa? Dạ, cũng được 3 4 năm rồi chú ơi. 3 4 năm rồi hả? Tao đưa miệng chú coi coi. Hỏng hết trơn luôn rồi hả? Trời ơi. Tụi con phải đi kiếm cái một là học nghề, còn hai là đi học đàng hoàng. Chứ sau này, chứ sau này rồi rồi mình không làm ăn cái gì rồi sau này mình đi cướp giật người ta hả? Mình làm như vậy mình phạm pháp nữa đó. Con hiểu không? Con hiểu ý chú nói không? Con của chú là lớn hơn con đó. Năm nay 13, 14 tuổi rồi đó. Nhưng mà ví dụ như làm đi làm, một là mình nếu mà mình không có học nổi nữa thì mình phải kiếm cái công việc gì, học nghề, sửa xe hay cái gì đó, đúng không? Đây là chú khuyên con á. Trời ơi, giờ phải uống dầu hôi gì đó. Này xăng hay dầu hôi? Là uống hết bình xăng đó luôn hả? Đâu anh con đâu rồi? Bây giờ kêu anh con vô đi. Chứ cho hai anh em còn hai anh em ruột luôn đúng không? Hay là hai anh em sao? Cái này là cầm tiền về là chơi game hay là đưa cho ngoại? Đưa cho ngoại đóng tiền nhà. Thiệt không? Con nít đâu được nói xạo nha. Một ngày uống hết bình xăng đó luôn hả? Không. Rồi con phun lửa vậy con không sợ công an bắt hả? Có khi nào bị công an dí không? Dạ có, bữa công an bắt cậu con, bắt cái lon con. À bắt cậu cũng làm nghề này luôn hả? Thôi thì con đứng vô đây coi. Con tên gì? Con tên Tiến hả? À bắt cái hộp sữa hả? Bây giờ á là chú sẽ chia ra cho hai anh em con là hai đứa 500 được không? Là tiền này á, con đứng đây nè, con đang đứng nè. Tiền này là của cô Diệu Âm. Cô Diệu Âm gửi cho hai anh em con. Bây giờ hai anh em con cảm ơn cô Diệu Âm đi. Cảm ơn cô Diệu Âm. Rồi. Gán nha, gán mốt là mình kiếm cái nghề gì đó mình học. Mình nút lửa vậy rồi sau có tương lai. Rồi nó à, chú hỏi con này rồi mình nút lửa vậy rồi sau này đứa nào dám lấy mình, đúng không? Mình phải kiếm một cái nghề nào ok có tiền nhiều nè, đúng không? Sửa xe cũng có tiền nè. Đó. Đàng hoàng nghe không? Rồi thôi mình giờ anh có tiền mình đi về sớm đi khỏi nút lửa nữa. Sao vậy? Bây giờ có tiền rồi, có khi nào làm được ngày được 500 không? Rồi thôi chú đi nha.